hướng dẫn làm sữa chua thạch. Nếu nhát làm thì gọi tôi để mua. Da ua thạch một chai như vậy là 19.000 đồng nha anh chị. Và da ua bịch như vậy nè, da ua bịch như vậy nè, một vị trái cây á, mứt trái cây á, và một bịch như vậy là 4.000 đồng. Mấy nay đi đâu cũng thấy món thạch trái cây này chắc lại là hot trend rồi. Nay cùng làm với mình nha. Mọi người có thể làm mix thạch với lại sữa chua hay là sữa tươi hoặc là sữa kem béo cũng rất là ngon. Đầu tiên thì mình phải đi pha cái hỗn hợp làm thạch trước đã, gồm có đường, bột thạch sau câu và nước, để đây nghỉ khoảng tầm 2 đến 30 phút. Sau đó thì mình sẽ bắt tay đi làm các màu nha. Màu đầu tiên thì mình sẽ chọn là màu lá dứa. Mọi người trần sơ qua, sau đó thì mình sẽ cho vào máy xay ép với nước. Tùy theo sở thích mọi người có thể làm các màu khác nhau nha. Ở đây thì mình có lấy màu đỏ của quả dưa hấu, rồi màu vàng của chanh leo. Sau khi ép xong thì mọi người sẽ lọc qua một tấm vải, đổ vào nồi đun ấm ấm. Sau đó thì mình sẽ đổ cái phần nước thạch rau câu vào, quấy đều, và sau đó thì mình sẽ đổ thạch vào chai khi thạch vẫn còn đang nóng ấm. Lưu ý là mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái hộp nước lạnh. Sau khi mà mình đổ thạch xong, mình sẽ cho vào nghiêng chai hoặc thẳng chai để nghiêng cái này. Khi mà đổ sữa chua vào trông sẽ rất là xinh. Đổ thạch xong thì mình sẽ cho cái phần này vào trong tủ lạnh, cất mát khoảng 3-4 tiếng thì mình mới cho sữa chua vào. Tiếp tục đi làm với những màu còn lại, lá dứa và chanh leo. Trông các màu sắc xanh, vàng, đỏ từ tự nhiên rất là xinh yêu luôn. Sau khi mà thạch đã đông thì mình sẽ đổ sữa chua vào, bảo quản trong ngăn mát khoảng tầm 3 đến 4 tiếng là mình có thể mang ra ăn rồi. Cái món này quay thì lích kích nhiều bước, nhưng mà khi bắt tay vào làm rồi mới thấy nó cũng khá là đơn giản. Mọi người thử làm theo cái công thức, cái cách mình chỉ xem có dễ thành công không nha. Bạn nào mà làm thành công rồi thì bình luận ở dưới cho mình biết với nha.